cây. Ơ, à, từ từ cái dậy. Ui giời. Nặng phết đấy chứ nhỉ. Được, được, được cái tươi tắn. Quất Thái Bình. Bác à, mình chở đâu về đây đấy bác? Tức là cũng trồng ở Thái Bình luôn à? À, dao động khoảng bao tiền một cây bác? À thế à, là cái chum kia đúng không? Là đắt nhất là 900 à? À, thế thì hợp lý quá nhỉ. Mấy cái này chắc thì tầm 300. À, có vẻ rẻ hơn năm ngoái hay sao nhỉ? Vâng. Năm ngoái mua cái dáng thông mà nó đã tiền triệu rồi. Nhỏ nhỏ. Đắt nhất là 900, đẹp nhất. Năm ngoái mùa đúng hôm mưa. Xem cây nào xanh tươi. Không, đúng là được. Đi mấy anh em đi mua cái quất cho nhạc phụ đại nhân. Nói chung là ở quê như này là đẹp rồi. Là tương đối là đẹp rồi. Thật ra ở trên Hà Nội nó cũng không phải là chỗ nào cũng đẹp đâu. Như này tôi nghĩ là đẹp rồi. Quả cũng tương đối. Cũng khá là tươi tắn đấy nhỉ. Bên này là của nhà khác à? Cành này nặng quá. Đấy cả cành. Bên này có phải to hơn, cao hơn. Nó cứ đều đều, nó không có những cây nó nổi bật hẳn. À, mình thích cái quất nó đứng một xíu, tức là nó cứng cáp một xíu. Đây nó hơi lả lướt đấy, nó hơi lả lướt. Trong này còn nhiều lắm. Hãy xem nào. Thực ra đối với đây là ở trên thị trấn Đông Hưng, Thái Bình các bác nhá. Như thế này là cũng rất là đẹp rồi. Có cả bưởi này. Bưởi. Kiểu như là đi chợ quê anh em. Trên Hà Nội thì bán thì nhiều, cũng nhiều chỗ thậm chí cũng không được chất lượng như này đâu. Còn nó, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái lựa chọn các bác. Có thể nó sẽ có những cái hàng nó cực kỳ là đẹp. Thượng vàng hạ cám cũng có hết. À, thực sự để mà kiếm được một cây nó nhỉnh hơn là hơi khó đấy. Bởi vì nó chất lượng nó đồng đều. Cây thì nhiều quả thì lại vàng, đỏ. Cây thì hoặc là lại bị gãy cành. Nó cũng rất là khó. Còn cây nào mà đấy, ví dụ như cái cây mà nhiều quả như này thì lại phải ít lộc và cũng không thấy có hoa. Lộc đấy có này, nhưng quả lại tương đối là đều. Đó. Như cái này. Ô. Đấy, nhạc Tết này. Tết nết nết rồi. Hôm nay là đúng ngày năm mới đây các bác. Lịch Tây đấy. Đúng về mùng 1. Anh em hôm qua bắn pháo hoa bằng một trận say rượu. Không biết có trời đất gì cả. Ừ.
chuyện. Quả rất là đẹp. Chậu hình hình cái cục vàng này, hai cây. Mỗi đầu thì chắc là anh lấy cho anh 30. Cây này thì bao tiền? Đấy. Ừ, đấy, thế này. Nhá, mà to đấy, nhỉ. Cây này đứng quả đẹp, thoát dáng. Những cây kia khác thì nó hơi bị lè xòe. Quả thì nhiều thì không nói rồi, thì đã cây bưởi cảnh thì ghép thì phải nhiều quả rồi. Cây này bác bán bao tiền đấy bác? 3,2 triệu. Là chắc nó cũng tầm tiền nhau đúng không bác? 3,2 triệu một cây. Cây đấy đứng quả đẹp. 3,2 triệu. Vận chuyển trước mà về đỗ lương thì có hết khoảng bao nhiêu? Đỗ lương thì chắc đây khoảng 100.000. Lô thì đi từ đây đến đấy. Vâng. Xe mình không chở được. Quất kêu cũng nhà mình bác. Khoảng bao tiền cái chậu to nhất được bác? 1,5 triệu. À. Ở trong kia bãi kia thì giá nó khác không bác? Vâng. Cái nhỏ cảm giác nhỏ hơn cái sổ chậu này một cỡ ấy, ở trong cái bãi trong đất kìa. Thì bao tiền một chậu bác? Xem cứ 1,2 triệu. 1,2 triệu. Vâng. Hôm nay bán sớm ghê anh. À thế à? Cũ của nhà mình. Nhìn không thấy khác nhau mấy nhỉ? 500-600. Tương đối đấy nhỉ. Để sang bên đường xem nào. Ở đây có những cái chậu nó nhỏ nhỏ nhưng mà được cái có vẻ như là nó xung xuê. Nhìn xa vậy, nhìn gần nó cũng không ăn thua. Không bên này không có cái chum. Chum bên này. Bên này hơi xanh nhỉ. Bên này còn chưa kịp chín. Nó còn xanh lắm. Trà sữa. Bên này hôm nay còn chưa thấy bán đào. Thông thường nếu mà mua thì để chọn cái quất nó, nếu mà chơi cả đào ấy, thì nó phải cân với cái cây đào thì nó hợp hơn. Bây giờ mà mua một cái cây quất sau về có mình có cây đào rồi nó lại không hợp thì cũng dở. Còn nếu mà chơi cây quất riêng ấy, thì làm cây nó bự bự tí, mình tùy mình để ở sân hay là để trong nhà nữa, tùy không gian của nhà mình nữa. Bên kia thì không ăn thua rồi. Ở đây thì có mỗi góc này là bán sớm này. Và nó bé quá nhỉ. Chỗ này 1,5 triệu cái chậu này. Nhưng mà nhìn nó bé quá. Hiếu ơi, vào đây xem có. Hiếu ơi, đây này, trong này còn nhiều lắm. Quả nhỏ nhỉ. Cây này đừng được cái đứng quả này.
quả nhỏ nhưng mà cây đứng cây cứng cáp. Cái đấy được phết, gọi là hơn cả trong chỗ chỗ này. Nhưng để ở sân thì cây nó to to cao cao tí nó mới hợp. Đây, cây này cũng được. Khó phết đấy. Đúng rồi. Quả to ở đây là gần như là không có, khó lắm. Trên Hà Nội bây giờ tầm cũng chỉ bán cỡ cỡ này. Lên Tứ Liên thì có quả to. Còn thường là quất, còn quất Văn Giang chờ sớm. Đang định chốt cây này, chắc nó không có cây nào ok hơn đâu. Mua đây ông mừng tuổi cho. Đây còn lại thối mẹ rồi. Thối. Nó đánh lên, nhìn xem nó đánh. Đâu nó trồng trong chum chứ. Loại này phải trồng trong chum. Trồng ở ngoài chứ nó tốt đất. À. Cây to rồi mới đánh vào. Nhưng nó phải vài tháng rồi. Nếu mà thế thì phải vài tháng rồi. Không có thì nó héo ngay. Để chọn một trong ba cây này, cây này với cây. Được, đi ra để nói chuyện ra rổ giá cái đã. Chắc thì... chốt được rồi. Cứ bận bận. Mỗi cây nó được một vẻ. Thật ra không. Thế những cây ngoài bao giờ đẹp hơn người ngoài. Nếu bọn cháu khó tính đâu. Bác yên tâm là bọn cháu mà đi là đầy người sẽ mua của bác. Thì nó đẹp cái này nhưng mà nó lại. Ừ, nó đẹp cái này đẹp cái. Con gái thì tôi phải giá nó cao, cái cô kia nó còn đẹp nữa nên nó thấp. Không, không phải cái này. Cây à. Cho ra đi mà khinh được chứ. Cứ cho đất, tiếng cho lên em ơi. Hay là cậu lấy cái này luôn, lấy thì lấy. Cây này của nó đẹp này, hoa này. Nhưng mà nó hơi bị lả lướt. Về lấy cái buộc lên chứ. Ôi thế, nói làm gì. Chọn cây bên trong rồi. Thôi được, cây kia nó cứng. 5-6 người, 5-6 cái nhìn, cứ chọn cây thoải mái. Cứng cáp hơn cây kia. Đâu mình lấy cây này, tôi chọn. Đấy, mở hàng đây. Ông bán được mấy chum rồi? Mua nhanh kẻo Tết. Để vào sân là đẹp hết. Ở đây nó hoa mắt nó nhiều. Đấy, chợ Tết đấy, chứ Tết là không đi chợ cùng nhau đâu. Con mắt còn sao đấy? Con mới mưa rồi trời. Đổ trời. Con bỏ trên nhà vẫn có là mẹ gì còn tiền đấy đâu. Phải mê cây này. Mê này. Đi vào hai chị em chụp. Nó xem nào. À, nó được cái nó quả nó tươi, nó cứng. Cứng quả, cứng cây. À, từ cái này. Ui dồi. Nặng phết đấy chứ nhỉ? Tôi đừng vặt được ghép phát được nhá. Được. Được cái tươi tắn. Cho quả cho một bát nước. Không cho nhá. Tưới B1 gì? Vừa quẹt phát dùng mất hai quả rồi. Dùng mất đúng hai quả chỗ đẹp. Chơi bằng giờ sáng năm. Đây này, hai quả này.
quẹt, nó quẹt vào cái dây sắt nhá. Ừ, Tết đến rồi. Ai cũng biết rồi. Ok, lên đường. Đại vị an toàn này. Gọi là cũng đẹp nhất cái chỗ suối quất Đông Hưng rồi. Quả không phải là nhỏ đâu, cứng cáp. Trọng mình thích lá xanh tươi tắn, cứng cáp, gọi là có hoa có lộc, có quả xanh, quả chín, nói chung là hài hòa. Hài hòa. Nhiều quả hết. Thấy Tết về đấy. Thiếu cây đào nữa là ok. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi.